Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với TMAC. Mình là Quỳnh. Như vậy là mới đây gã khổng lồ internet một thời Yahoo đã chính thức đặt viên gạch cuối cùng vào cổ quan tài đã đóng sẵn mang tên họ. Cái tên mới của Yahoo đã đương hoàng thông báo về việc chính thức đóng cửa dịch vụ chat cá nhân Yahoo Messenger. Những thông tin đáng buồn về tình hình ngày một tệ hại hơn của cái tên Yahoo trước kia đã khiến không ít những người dùng của mạng internet thế hệ cũ phải buồn lòng. Và việc là dịch vụ chat này đã có tuổi đời 2 thập kỷ dần đi vào lịch sử cũng đã được dự báo từ trước. Chỉ có điều là không giống như những cái tên nổi đình nổi đám hiện nay thì sự ra đi của Yahoo Messenger vẫn mang đến những cái nỗi nhớ về một ký ức hào hùng hay là một thời đã qua đã in sâu vào tâm trí của những con người trên mạng internet những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Với một bức tranh về internet của đất nước cách đây mới chỉ 20 năm thì có lẽ ở thời điểm khởi đầu đó ít ai ngờ rằng mạng internet sẽ phủ sóng rộng khắp và lan tỏa mạnh mẽ đến từng ngõ ngách trong đời sống hàng ngày hiện nay đến như vậy. Và cũng cách đây 2 thập kỷ khi mà Yahoo Messenger làm trùm của hầu hết tất cả các cuộc nói chuyện trực tuyến qua mạng thì thực tế rằng phần lớn những người dùng 8X, 9X khi đó cũng chẳng cần phải quan tâm nhiều đến việc mày mò làm sao để mà tạo ra được một biệt danh, có nghĩa là nickname trên một môi trường mạng. Bởi thực tế khi đó việc lập nick Yahoo đã trở thành một phần trong những công việc hàng ngày của các anh, các chú chủ tiệm net thời kỳ đó. Chẳng thế mà nhiều khi chỉ cần đến một quán internet nào đó bất kỳ, bạn chỉ cần nói gõn lọn: "Chú ơi, con muốn chat." Vậy là các anh chủ quán đẹp trai sẽ biết ngay bạn cần làm gì. Tất cả chỉ gói gọn vào hai thao tác duy nhất, đó là bật phần mềm Yahoo Messenger và hỏi bạn muốn đặt tên gì, ngày tháng năm sinh là gì. Vậy là chỉ 3 phút sau, những công dân của thế giới internet thế hệ trước đã có được một cái tên lý tưởng để thể hiện mình trong môi trường mạng máy tính trong những ngày đầu tiên đó. Thực tế ngay từ những ngày đó thì trí tưởng tượng của cộng đồng mạng đã được phát huy một cách tuyệt vời. Sẽ không khó khi mà các bạn có thể tìm thấy những cái tên đầy quái gở nhưng mà có một cách thú vị, đại loại như kiểu là đẹp trai có gì sai chứ muốn, hay là cô bé mùa hè nhưng yêu Viren xuất hiện gian nhãn trên mạng chat khi đó. Và dĩ nhiên đó còn chưa kể đến những cái tên được viết theo lối tin code, mà kể cả bạn là người dị tính tính mấy thì cũng sẽ sẵn sàng nổi điên khi mà đọc muốn trẹo lưỡi mà không nhập nổi những cái tên đặc biệt này. Rõ ràng trong một cái môi trường mạng khá mở và thoáng như trong những ngày đầu của internet như thế thì chỉ lập một cái nick không là đủ, bởi dù ở thời điểm nào thì bạn cũng cần phải có một cái cộng đồng, đúng không? Hoặc ít nhất là có một vài người bạn để mà có thể cùng nhau tán gẫu, sẽ luôn là những điều kiện tiên quyết hàng đầu để giúp cho bản thân cảm thấy bớt cô đơn khi mình lang thang trên môi trường internet. Bên cạnh trào lưu ép nick thì thực sự Yahoo đã rất là thông minh khi nghĩ ra một phương thức đánh động, hay đúng hơn là gây rối, với tiếng búp chói tay có 102 của họ. Chỉ cần một nick nào đó trong danh sách bạn bè sáng lên nhưng vì một lý do nào đó mà hắn bơ đẹp bạn, vậy thì còn cách nào thú vị hơn là cách làm phiền thật là cật lực bằng những tiếng búp chói tay mà bình thường chỉ cần một vài cái nhấp chuột là đủ có thể khiến kẻ đó phải thoát chế độ online ngay lập tức. Dĩ nhiên với nhiều người thì ở thời điểm hiện tại đó là một sự quấy rối khá là khó chịu, nhưng ở thực tế mà nói rằng hóa ra công cụ quấy rối đó lại còn khiến nạn nhân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi có được một cái cảm giác được ai đó quan tâm đến mình, và đặc biệt là một người bạn nào đó trong danh sách mà cả hai từng có ít nhiều tình cảm với nhau thì mọi chuyện sẽ còn diễn ra thú vị hơn nữa. Hoặc nếu như mà không muốn nói chuyện bằng những đoạn văn bản dày đặc chữ nghĩa vô hồn thì không sao cả, bộ icon động cực kỳ độc đáo và bá đạo của Yahoo Messenger sẽ giúp cho bạn có được những sự thư giãn tối đa. Hay nếu như mà muốn nói chuyện cho thật hơn, ví dụ như anh chàng đẹp trai đang chat với bạn muốn chủ động làm quen một cách thực tế nhưng mà lại sợ xa cách nửa vòng trái đất và muốn kiểm chứng rằng người đối diện với họ là một cô nàng nóng bỏng hay là một gã trai công nào đấy, thì việc nói chuyện bằng video qua webcam của máy tính sẽ thiết thực nhất. Và sự phổ biến của Yahoo cũng nằm ở chính cái sự chi phối của nó trong những ngày đầu của cuộc cách mạng internet. Bạn có thể đến bất kỳ một cái quán net nào, nếu quán net đó có webcam thì chắc chắn 100% sự hiện diện của Yahoo đang có mặt trên màn hình khởi động của máy tính quán internet đó. Không phải tự nhiên mà Yahoo Messenger lại trở thành một nền tảng live chat phổ biến bậc nhất thế giới trong những năm đầu của thế kỷ 21. Lý do thì có rất là nhiều, bởi thực sự Yahoo đã đầu tư rất nhiều trí tuệ của họ vào công cụ chat. Yahoo Messenger không chỉ thể hiện được sự sáng tạo tuyệt vời vào thời điểm đó bằng chứng nhất, mà còn nằm ở những cái quyết sách có 102 mà chúng ta khó có thể tìm thấy một công ty internet nào muốn đối chọi với Yahoo vào thời hoàng kim nhất. Như ở Việt Nam thì Yahoo đã
mở ra một cái chiến dịch quảng cáo cực kỳ thông minh với hình ảnh cô tắm Ngô Thanh Vân khi mở ra tiềm năng về khái niệm tìm kiếm và shopping trực tuyến mà ít có nền tảng Internet nào khác trong thời điểm đó có được vào đầu thế kỷ 21, kể cả Google. Bên cạnh đó thì nhắc đến Yahoo cũng sẽ nhắc đến những trò chơi online để đời của 8X, 9X như là Audition, Bum Online, v.v. Những cái sự liên kết của cả cổng lửa Internet này với những nhà phát hành các trò chơi đình đám đó sẽ không lạ lẫm gì với những hình ảnh anh chàng hay cô nàng hoặc là Trap cố tình thả thính đối thủ của mình trong những kèo đấu đặt bom nước đầy căng thẳng, trong những lần hẹn hò qua mạng game ảo để rồi từ đó tình cảm nảy nở, và không ít những cặp đôi đã mạnh dạn đến với nhau khi vượt qua khỏi rào cản về màn hình máy tính. Những cảm xúc trong veo cứ thế được tiếp diễn trong những ngày đầu của một môi trường Internet đầy non trẻ nhưng để lại rất nhiều tình cảm đẹp đẽ khó phai mờ với mỗi chúng ta ở thế hệ trước. Dù sao thì giờ đây Yahoo Messenger cũng đã trở thành một cái tên của quá khứ, nhưng chắc chắn những ký ức về một thời trẻ trung đầy cung bậc cảm xúc của những công dân số thuộc thế hệ đầu tiên sẽ vẫn chỉ như mới ở ngày hôm qua đầy sôi nổi và hào hứng. Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục nhưng kỷ niệm đẹp thì vẫn còn đó. Có lẽ dù đã thất bại nhưng mà Yahoo Messenger vẫn xứng đáng được có một cái lời khen vì đã đem đến những trải nghiệm tuyệt vời để những con người của Internet thế hệ 8X, 9X sẽ khó có thể nào mà quên được. Và đó là những suy nghĩ của TechMax về Yahoo Messenger. Còn các bạn khán giả của TechMax thì sao? Các bạn có những kỷ niệm đẹp nào? Hãy để lại comment chúng mình cùng chia sẻ nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của TechMax. Bye bye!